Chào bạn nha. Sáng chưa có đặt nữa mà nó chù rồi. Tao đưa cái này vô cho mày chù à. Chiến đem đi, chiến đem xe xuống đây chắc còn gì thì còn. Chào các bạn nha. Sáng ngày mấy mấy cha nội này kiếm chuyện quá bạn ơi, mình đi kiếm ăn mà cha nội này kiếm chuyện quá. Sáng cái xuống cái kiếm chuyện với mình đây. Cái này là sao đây nói nghe coi. Tao muốn kiếm chuyện nhưng mà giờ không muốn kiếm ăn, nó ăn rồi giờ kiếm chuyện. Thì hộp gà đó con mẹ gì ăn hết muốn chết tới đấy gì ăn. Cái này là anh hai Quy nha các bạn. Kênh của anh là Quy Nguyễn Bảy Gắn nha. Còn kia là của Trọng Cần. Cộng Trọng Cần Bảy Gắn luôn. À. Trọng Cần ngủ chưa? Còn đây là Tướng Anh. Tướng Anh Nguyễn. Hôm ông cho mình có bát nó phụt à. Ông la lan. Hôm trước cho ông tôi nắm ra sáng đến 7 giờ sáng. Mới tới mưa tâm tà nữa. Dạ. Ông hỏi tao đi tới lúc mày nấu thì mày nấu rồi à? Vừa thôi cài. Mà đi 5:30 đến 7:30. Nhà ông tư nhà mình lên cái con rồi lắm tầm 3 cái xù à. Ừ. Ở đây mưa quá đường ngập nước xe chẳng được. Đẩy bộ. Các bạn coi cái bẫy nè các bạn, đem xuống đây không biết bắt cái con gì nữa. Con chăn a con đa bạn. Ừ. Cái bẫy dài các bạn hả, thấy người ta làm bẫy dài bẫy khủng có bắt trước làm theo một cái chứ này trời ơi không có dính cái con gì hết trơn á. Đặt chưa kịp thăm mắc mẹ bẫy rồi. Mắc bẫy rồi, thằng đi xiệt đi ngang thấy cái bẫy ai đẹp quá lấy về. Mình nói cho bạn nghe nè, nó lấy cái bẫy này nó giác cũng không có nổi đâu. Trời ơi, nó lấy bẫy này dài gì ông cá gì đạn luôn. Rồi mời các bạn cùng đi theo chân mấy anh em mình đặt bẫy với lại thăm bẫy nha các bạn. Các bạn xem nữa bạn. Mà anh này anh đi giăng lưới cá về nè bạn. Trời ơi con cá phi nè bạn ơi. Con này bằng tay xè luôn nè. Đây nè. À, trời ơi kìa. Hết hồn cá. Quá trời quá đất. Đây nè bạn. Như đây mười một thao. Trời con nào con nấy. Hết hồn luôn nè. Bằng tay xè mình luôn nè. Bàn tay mình là bàn tay khủng nha, nhận để con cá vô cổng hết nè. Không hết con cá luôn. Hết hồn cá. Cá này là nướng là lai gai là hết sảy luôn. Mà ôi nói sao ngay chóc. Dạ. Thì tôi cũng khoai nướng, ông nói cũng ngay chóc luôn. Ngay chóc luôn. Nói sao ngay chóc à. Rồi tới cái bẫy này mình xảy từ trước tới giờ chắc tầm khoảng 10 con chuột rồi các bạn. Chiến nào lại cũng mắc chuột hết trơn bạn ơi. Đây là cái bẫy khổng lồ luôn nha bạn. Cái bẫy này dài tới 1,2 m phân nha. Mình nói cho bạn nghe cái bẫy khổng lồ là có nghĩa là cái bẫy khổ lồng là đặt không dính nó khổ quá đó bạn. Trời ơi nói hả nghe tầm bẫy tầm bạ không. Người ta nói đúng với bẫy. Không có đúng. Alo bây giờ cá nha. Ừ. Điểm này là điểm con chí 8. Ông với Tướng Anh ba cái bẫy đúng không? Ừ. Nếu mà dính á một con là tôi với Cần ăn ông Tướng Anh một chai nước. Rồi, còn không dính thì ăn đây không? 1.000 nó đá cục. Ừ. Còn nếu không dính hai tôi thua. Rồi ok. Rồi dính là hai tôi bắt luôn con rắn đó nha. Không à. Tại không có đâu. Tại ta nằm bên cái phía dính ta bắt. Thôi không có vụ đó đâu. Cái chuyện cá là cá riêng, còn độ gắn gích rồi của người ta thì có vụ bắt luôn sao được. Trời ơi. Đây nè. Bỏ miệng con giúp tao sao gầy với câu người trời. Cái bẫy này là mắc chuột không biết bao nhiêu con rồi đó. Ngọt con mày Tướng Anh ơi. Cái đầu quằn bắp tay chữa rồi Tướng Anh ơi. Ừ. Chút bẫy trả luôn ơi. Ừ. Đâu không? Hả? À. Trời ơi có cục cất bự vô lắm rồi Tướng Anh ơi. Đâu? Mà ngăn rồi cả ơi. Trời ơi cục cất trà bá luôn Tướng Anh ơi. Quá trời ơi. Tinh tinh nữa. Nặng dữ vậy. Trời ơi trời. Con gì vậy? Cái ca. Cái gì vậy? Bụng đĩ mẹ con gì vậy? Bây giờ kỹ. Con gì là con gì trời? Con gì vậy? Heo quá vậy. Hả? Ừ, heo hả? Quá đâu. Nặng dữ không? Con này đủ mẹ nằm tầm từ 1.8 kg 2 kg. Trời con gì vậy? Con to vậy. Cái bẫy nó của ai? Con. Mày phải không? Con bến quà. Ừ. Cái bẫy của ai? Nói chung là đưa cho ông bà đó. Bây giờ tóm lại là tôi với thằng cái con rắn này rồi. Một khúc rồi đó. Rồi. Con gì vậy? Đặt cái vậy? Gì vậy? Trời ơi, đại ca. Đâu? Nó đại ca to vậy hả? Quá sợ đại ca rồi. Trời ơi là tụi hèm chi nó ăn cả chục con chuột của tôi là trời. Vậy rồi đó. Vậy rồi đó bạn ơi. Chắc cô ta bị chắc gì? Coi tôi quay cho. Nãy thôi coi. Nãy ta nằm về bên cái hướng cầm cho quay nè nó. Trời ơi. Em đi cá cho bả lượn các bạn ơi.
Rồi là xong nó hết rồi, hết rồi. Đây nó. Quá đã, quá đã. Cái răng này đâu phải của mày ha, con quà của tao. Quá đã bạn ơi, trời con nè. Rồi làm gì nghiến răng như vậy? Tiếc, ổng tiếc lắm cái nhà bạn. Tại vì cá độ gắn là thịt gì của mình rồi. Quá trời, chứ nó ăn không biết bao nhiêu con chuột của tôi. Con này không biết bự bằng con. 2 kg. Con này khó 2 kg. 2 kg con. Ờ không có rồi. Đâu 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 đâu. Không, con rắn này không cũng mấy mẹ đâu, mấy mẹ tụi dằn. Cỡ cỡ độ đó. Đi. Dạ. Cái đây của người ta là của người ta. Ừ. Quá khủng. Của người ta hồi nãy thua nào, một em thua. Chiến đầu là 2 chuột. Ừ. Chiến này 2 chuột là 4 chuột trời. Ừ. Mà chưa bằng con nó được rồi. Chắc không bằng đâu. Trời trời. Con to hơn. To hàng chi nó vô nó lấy 7 anh hoài luôn. Mình lắm tiếng Anh ơi, con 2 kg tiếng Anh ơi. Trên 2 kg xiềng luôn. Trên 2 kg xiềng luôn. Đi ra ngoài mở bao. Trời, phải bao nhỏ xíu nữa. Ừ. Thôi kệ đi, để mà mình thua con cái chai bích cho mình bắt rắn này cũng sướng cuộc đời. Thua chai bích thua luôn con rắn chứ. Nãy tao giao rồi mà. Hai con vậy bà ơi. Còn hai con thua hai đậu kìa. Sáng sao được con rắn đi không, sao được con rắn trời. Con này không loại con kia đâu bạn. Con này 2 kg tiếng Anh đây, phải gù. Con này hình con cửa nha. Cái bụng hình luôn. 2 kg lắm luôn. Con này 2 kg phải gù luôn đó. Chắc tầm 2 số rồi nha. 2 số. Hái chi xương. Hay ông giá lưới giá là nói giá cả đó luôn. Quá trời con thắng rồi. Bây giờ ra ngoài cho mình ăn con sợ đứng vô đây nữa. Mình nói cho bạn nghe nè, đương thông mà mình được con trai Uwit với con rắn. Sướng nha, sướng nha. Quá, quay cận cảnh cho các bạn coi cho nó sướng con mắt coi trời. Ba bóng được cái cá với chú nha con. Đừng cái với em nghe em. Cái cá hoài thua hoài cũng được. Ừ, thua hoài cũng được nữa. Trời ơi trời. Vậy thì không với con mẹ vậy, vậy thì khỏi hầm cũng ăn được. Quá trời à. Cái xíu gà bắt các bạn xem bạn ơi. Mình à, để mình nói cho bạn nghe nè. Cái bẫy này hồi sáng á, có cá độ ngay cái khu vực đó ông Hòa, một cái tướng Anh hai cái là ba cái bạn. Cá có 2 cái à? Tướng Anh có 2 cái à? Bây giờ tới quận ai nói? Hồi sáng ta cá có 2 cái cho nó thôi. Tới quận ai nói nè? Tới quận ai nói? Nó rồi bắt đầu hễ mình bắt bẫy của người ta giao cho mình. Cá một trâu bít bạn, nhưng mà là trong vòng 3 cái bẫy hễ có dính gắn á là mình bắt luôn con gắn. Rồi gì không chồng mấy sẹo chân. Mình bắt luôn con rắn và bên kia người ta thua con chai nước. Bây giờ mình dính mình lụm con rắn này rồi bạn. Lụm con rắn này rồi mà người ta thua luôn chai nước. Bây giờ con rắn này ông đổ ra cho tôi đó phải không? Sao không có được thua độ mà. Vô rồi, bữa nay mình không có đặt mới xuống 7 mà vô kèo bạn. Vô kèo đó. Bả nhỏ nó xảy nữa xèn. Bả nhỏ xảy. Cái bẫy này mà nằm chỗ này sao bả nhỏ vô chưa vừa? Bả nhỏ xảy nữa. Xảy nữa. Xảy hoài luôn á. Cái bẫy lớn này mà nó còn ra vô hoài nữa mà. Bẫy này mà chỉ gọi nó xảy rồi nghe nha. Rồi về kia đi em để anh cho em vô trong túi lưới này nó rộng nè. À cưng cho vô túi lưới đi Hòa rồi bỏ vỏ anh nha. Ừ. Tại vì con rắn này anh cá anh ăn độ. Quá đỉnh nha con rắn này. Con này trời. Nhỉnh hơn con rồi một chút. Nhỉnh hơn chút. Nhỉnh hơn cả từ 1 tới 2 200 gram. Cái con này nó tầm khoảng cả 2 kg, 2 kg mốt các bạn. Không, mình đoán mình á. Bụng có 2 kg lô tư nó chục à. 2 kg lô tư cái đó là con bao nhiêu đâu? Cái lòng từ nửa ký á. Tại không có đâu, lòng 8 ly làm gì có nửa ký. 3 4 5 gram là. Đổ ra rồi biết. Thì con này tầm 2 kg đó. Con này tầm 2 kg. 2 kg à. Thì nó tầm khoảng cả 2 kg, 2 kg mốt. Ám xì bùa dòng quả thiên tôn coi. Cầm cái cây nhọn nhọn sọt ngay cái đầu coi. Cho nó chạy ra. Gắn của tao mà. Cá độ tao ăn mà. Trời trời nó chỉ ngộ trời. Công nhận. Công nhận ông cái chai nước nó bay cái sặc cái mùi chiến thắng lên. Nó ngon gì đâu. Để mình cho bạn con nó ra trong cái lúc nó mà ra nè. Cái đầu con này gần 2 mét luôn má ơi. Cái đầu hết nấu cái đầu luôn bạn. Trời ơi xuống trời ơi. Cho bà luôn mẹ. Quá đã bạn ơi.
Ông Hòa về tối đêm nay ngủ không được, bạn thua gắn cho mình, ông ngủ không được đâu. bạn coi cái mặt thua đâu, thua độ rồi, ngủ không được là chắc luôn. Mình bói bấm tay nghe bốc bốc bốc, mình biết là bữa nay mình ăn. Hay quá. Bạn coi vô túi lưới một đống cái này nè bạn. Con này khoảng 2 kg nha bạn. 2 kg. Cho nó khoảng 2 kg luôn. 2 kg. Quá đỉnh bạn ơi, trời trời nó xuống. Coi như là đây là một cái kỷ lục của mình luôn nha bạn. Cái tay kìa. Của mình luôn nha. Thì mình thì đoán không có chính xác bằng cái cân bạn, nhưng mà nó tầm khoảng 2 kg, 2 kg mốt đó bạn ơi. Quay ngang nữa. Con bự nhất của mình đặt từ trước tới giờ là dính là 1,6 kg nha bạn. Còn con này là quá đỉnh rồi. Hôm rồi tiếng Anh nó dính con ký 8. Ngay bến nó luôn. Ngay bến nó luôn. Nó ăn mắt của mình hơn chục con chuột rồi đó bạn. Thì nó ăn thì mình cũng phải cho mình gỡ chứ. Thành ra đợt này nó cho mình gỡ rồi bạn. Mà gỡ mà rồi thuộc về của mình bạn. Quá dữ bạn ơi. Trời ơi. Thôi mình tạm dừng nha bạn, còn bẫy nhiều lắm, để quay chỗ hoài, thời gian nó dài mà nó cũng mất hay bạn. Quá đã, rồi. Trong đây mình có con cái nữa bạn ơi. Hồi nãy mình mới dính con hổ ngựa trà bá luôn bạn. Khu này mình đặt 3 cái mà dính hết 2 cái bạn. Cái đầu tiên con hành, cái sau con ngựa mình chưa bắt ra bạn. Đây là cái thứ 3 nha. Chà chà chà, quá dữ nặng bạn ơi. Trời, hành bạn ơi. Vô nhất luôn rồi bạn ơi. Anh Hai ơi, no chứ mít rồi anh Hai ơi. Vô con hành nhất rồi. Quá đã rồi. Trời, một cục luôn má ơi. Con này sao bả luôn. Tới công chuyện rồi anh Hai ơi. Ba cái ba con luôn trời. Ba trái ba con. Cái gì? Mấy cây mình đâu rồi? Ai biết anh đâu? Nè. Có để trong vỏ không? Lưới giỏm mà làm biển nè. Cái này kêu bằng lưới giỏm làm biển. Cái này cây câu cắt nè, cắt bằng kem nè. À, lưới giỏm mà đặt làm biển. Cắt kem có giá nè. Đặt lưới giỏm mà đặt cho làm biển bao nữa hả? Rồi anh Hai bắt giùm mình hai gắn ra bạn. Con hành với con ngựa. Trời ơi. Ôi tới cứt luôn. Trời ơi. 8 lạng rồi nay. Dục cái gì gắn của người ta thì bỏ vô vỏ đi, dục cái gì cũng biết nữa. Dục áo cho nó có mùi chứ sao dục nhiều. À vậy hả? À. Chứ gắn của anh em ai chứ gì dục. Anh mượn nghe đi. Nè, cái bẫy này nãy tiếng Anh bị sảy gắn nè bạn. Nó cắt rồi, nó quên gắn lại nè. Là cái đặt cái bụi trước này nè. Đây nè. Lỗ tiền quầy ở đây. Bạp đó, mày nói là bụi trước cái gì? Ông đây hết rồi con, bụi trước. Ủa, nãy người ta cột theo mới giật mà sao giật kiểu gì mà đứt cộng chỉ của người ta vậy? Như một phá ghim. Đúng là phá thiệt chứ. Một em. Bữa nay dày vậy các bạn ơi. Bữa nay ông bà đãi. Còn con ngựa nữa. Ngựa ô ô ý a. Ngựa ô ô. Quá hay, cà hay quá. Anh Hai. Anh Hai là ảnh đúng ngày xưa đúng là ông làm ca sĩ mới đúng bạn. Anh đi làm bẫy gắn là lộn rồi. Đó mình đi một thời gian ca làm ca sĩ rồi đó bạn. Ừ. Con vợ mình nạp nợ với mặt mình chịu không nổi thôi, nghỉ làm ca sĩ theo vợ cho xong. Dạ. Theo vợ đặt bẫy gắn phải không? Ừ. Người ta nói không có gì bằng tình yêu hết bạn. Ừ. Con nó bự bên này. Còn nó còn 8 lạng. Sao vậy? Cái bịch lúa má ơi, nó chín cái bịch lúa. Thì lấy bịch lúa ra. Cái
lúa bằng cái tàu, bằng gần như là bằng như là cái mu con rùa của bác Ba Phi vậy đó. Ui. Được quá trời luôn rồi anh em ơi. Tét già hay gì ta? Ôi con rắn muốn lột hả má? Muốn lột da kìa, cái con mắt đục ngầu hết trơn đó. Quá trời rắn bạn ơi, đã. Chà bá nọn. Trời ơi, da. Yeah. Trời ơi má ơi, da rắn. Da rắn chứ phải da chó nghe bạn. Nắm cái bức không rồi. Rồi có dính nữa. Trời rắn nhỏ lột da luôn má ơi, cái này. Bây giờ mình phải thay trời hành đạo ha, mình bắt mấy con da rắn này ra. Một cái chùm này quá sáng luôn rồi bạn ơi, tội nghiệp nhỏ, trời trời, để anh mở anh thả cứ vô nha. Bà mẹ mấy con ve này nó ác, thôi cắn chỗ nào có chỗ đi, cắn tùm lum mấy con nhỏ thành ghẻ tè le chân. Các bạn coi các bạn nói mấy con này quá xàm. Nhất là anh hai, anh hai anh già anh xàm mà cố nè cột dây đâu. Bạn nói cho bạn vui thôi chứ bạn nghĩ đi, quay lên đây cũng đâu có gì để gọi là quá hay đâu. Nói này nổi kia cho nó có tiếng cười rồi nó vui bạn ơi, cho nó đỡ mệt bạn ơi, chứ đi bẫy gắn là nó mệt gần chết rồi, không có tiếng cười đó thì tiếp con biết là mình trầm cảm luôn các bạn. Rồi một em rồi, chuyến thăm bẫy đến đây đã kết thúc nha các bạn. Bữa nay mình cũng được khá khá bạn ơi, đây là được con hành nhất, con hành nhì với con hổ ngựa nha các bạn. Với lại trong đây được em đại ca. Đại ca này của ai? Đại ca này có anh Hai Quy. Sáng cá độ thua ra thì phải rồi. Cái này là con đại ca trong này nha các bạn. Mình bỏ trong này rồi. Hồi nãy thì các bạn cũng có xem rồi đó bạn. Thì thôi cũng xin khép video là tại đây bạn ơi. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Bye bye. Bye bye là bye vậy nè. Bye bye. Chào nhà nhai. Tiếng Anh chuẩn bị vô mấy cái bẫy rồi mình tạo lại nữa nha cả nhà.